Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Trước mặt các bác đây là một mẫu gian bản quốc tế các bác nhé. Đây có tem thương hiệu quốc tế luôn. Em mới nhập về được một số mẫu, đó là XK1, Dixit, XK2, Dixit, XK3, Dixit. Những mẫu xe này thì cực kỳ cấu hình cực kỳ cao cấp luôn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thể dục thể thao cho các bác. Và những bác nào muốn xe Nhật bãi thì các bác hãy bỏ qua xe Nhật bãi cũ đi, hãy chọn cho mình một chiếc xe đạp mới, vì cấu hình của chiếc xe này cực kỳ khủng luôn. Với cấu hình các bác nhé, thiết kế khung nhôm này, thiết kế khung nhôm đấy. Và ngoài ra thì xe sử dụng bộ chuyển động là full Shimano luôn, gồm đùi đĩa Shimano với hai tầng đĩa các bạn này, củ đề trước sử dụng củ đề Shimano Acera các bác nhé, Acera đùi đĩa Shimano, củ đề trước Shimano Acera này, củ đề sau sử dụng củ đề đó là Shimano Alivio, 9 tầng níp Shimano CSHG 200, xích KMC. Đấy, xích là thương hiệu KMC các bác nhé. Đây em zoom rõ cho các bác cùng xem. Đấy, xích thương hiệu KMC này, củ đề Alivio này, níp Shimano 9 tầng níp này, may ơ gian, và xe sử dụng phanh dầu Techco. Vành sử dụng vành nhôm hai lớp liền, đó là 3 cm, xăm nốt ERT này, crut này. 700 x 38C chân van hạt gạo. Đấy, vân lốp rất là bám được. Xe sử dụng cọc yên nhôm. Đấy. Bê đan nhựa các bác nhé, bê đan nhựa. Điểm trừ là vẫn là dùng bê đan nhựa. Yên là yên gian này. Đấy, khung là khung nhôm có mã QR đây. Và đây là size S các bác nhé. Nó chỉ về size S, đây là mã SX1 size S. Đây mối hàn nhôm này. Bô tăng ghi đông nhôm này. Tay đề thì sử dụng tay đề Shimano Antut. Tay phanh là tay phanh dầu Techco. Đấy, tay nắm gian có đệm. Đấy, có khóa tay nắm này. Đây là hệ số của xe này, 13579 này. Bên này thì chỉ có 12 các bác nhé. Để bác có nhìn rõ hơn về xe. Đấy, xe càng của xe là càng nhôm. Càng nhôm. Máy ơ trước chạy bi bạc đạn các bác nhá. Đấy, củ phanh cũng sử củ phanh dầu Techco này. Phanh dầu vấy mở khóa nhanh. Và nhất là bộ đùi đĩa giữa sử dụng bộ đĩa đúc rỗng bạc đạn. Đúc rỗng bạc đạn các bác nhá. Đó là dòng đúc rỗng bạc đạn. Và mẫu xe này hiện tại thì đang có giá nó là 14.400.000 đồng. Với cấu hình của một bản quốc tế thì giá thì không hề rẻ so với bản nội địa được. Bản nội địa thì cấu hình không full Shimano, còn bản quốc tế là full Shimano hết, từ tay đề, đấy, đùi đĩa, xích, níp, đấy, củ đề sau đều là Shimano. Khi các bác sử dụng những cái bộ của Shimano của Nhật thì cực kỳ bền luôn. Và mẫu xe này giá 14.400.000 đồng. Và hiện tại đang có mặt tại shop Tiệm 88. Và đây là mã XK1 các bác nhé, XK1 Dixit đấy. Với đó là size S, size S đây là màu xanh thiên thanh các bác nhé. Sợi màu này cực kỳ độc lạ luôn, ở ngoài nhìn còn đẹp hơn trong rất là nhiều, xanh thiên thanh. Bác nào muốn sở hữu chiếc xe này sớm nhất, alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Xin chào các bác.